xin chào tất cả các chị yêu nha. Hôm nay em lại tới một cái chuyên mục là làm đẹp cho tất cả các chị yêu. Thì hôm nay em lại giới thiệu cho mọi người về dòng sản phẩm là kem body quyến rũ toàn thân của hãng BC Cosmetics. Thì đây là một dòng sản phẩm khá là hot cũng như là rất là nhiều chị sử dụng. Đây là một cái dòng kem gọi là cao cấp nhất tại shop bên em, cũng như là dòng sản phẩm này sẽ đem lại một cái làn da đẹp nhất, trắng trẻo nhất và xinh xắn nhất, sẽ nó ngăn ngừa cái lão hóa cho da nè, nó giúp da là trị những cái rạn ấy, những cái phụ nữ mà sau khi sinh hoặc là những cái phụ nữ, những chị phụ nữ, những anh nào hoặc là những chị phụ nữ ấy mà có cái cân nặng mà gọi là nó tăng quá mức thì nó cũng dễ bị rặn rạn 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 da đó, thì nên sử dụng cái dòng sản phẩm này để hỗ trợ trị rạn da và làm trắng da rất là thần thánh luôn. Đây là cái dạng sản phẩm kem body, nó vừa gọi là makeup cho da, vừa chống nắng, vừa hỗ trợ trị rạn da và làm sáng da, giúp da được đàn hồi và xinh xắn nhất có thể. Thì đây là dòng sản phẩm collagen tươi, đây là dòng sản phẩm vừa mới ra mắt và được rất là nhiều chị em sử dụng và tin dùng và có những cái phản hồi rất là ok, rất là chất lượng về cái dòng sản phẩm này. Đảm bảo là sau 5 ngày sử dụng, làn da của mấy chị sẽ được bật tông và sáng, không thể nào mà so sánh với những cái dòng sản phẩm không khác. Nó chỉ là khi mà mấy chị đánh lên nó sẽ mất cúp cho da nhẹ thôi, khi tắm là nó hết. Còn dòng sản phẩm này, cái dòng sản phẩm này nó không những là từ những cái collagen tinh túy, nó làm sáng da từ sâu bên trong và giúp da được bật tông sáng, và khi mà mấy chị tắm rửa sạch sẽ lại thì da nó vẫn trắng như thường đó. Thì nó sẽ hoàn toàn là khác biệt so với những cái dòng sản phẩm khác. Nó vừa giúp da dưỡng ẩm nè, dưỡng trắng nè, tăng đàn hồi cho da nè, giúp da ngăn ngừa lão hóa và trị rạn da rất là hiệu quả. Đối với những chị nào mà có những cái gọi là những cái khuyết điểm trên da, ví dụ như là da nó hay ửng đỏ về cái phần body của mình ấy, hay ửng đỏ nè, da có vết rạn, vết thâm hoặc là da có những cái vết sẹo thì nó cũng hỗ trợ là nó sẽ làm cho cái vết sẹo và vết rạn đó nó sẽ mờ hẳn đi theo thời gian đó. Thì cái việc mà sử dụng dòng kem body collagen tươi quyến rũ toàn thân này thì nó cực kỳ tốt cho tất cả các chị em, nên mọi người hãy yên tâm sử dụng nha. Dòng sản phẩm BC Cosmetics thì trên cái hộp thì nó sẽ có in cái bao bì, in cái nhãn hàng ở trên này, ở phía này cũng in cái nhãn hàng. Và đặc biệt là dòng sản phẩm này khi mà thoa lên, cái mùi của nó, mọi người cảm nhận đi, cái mùi của nó khi mà thoa lên cảm nhận là cái mùi nó nhẹ nhàng và nó rất là quyến rũ nha mọi người. Đặc biệt là cái mùi hương thơm của nó rất là quyến rũ, nó rất là nhẹ, nó kiểu như là nó gây sự chú ý của người khác đối với mình vậy đó. Thì đây là một cái dòng sản phẩm giúp cho da vừa chống nắng, bảo vệ da suốt 24 tiếng đồng hồ, mà nó vừa mắc cúp bảo vệ da và tăng cái những cái sản sinh ra những cái collagen cho da. Mọi người thử nghĩ những cái sản sinh collagen, cứ mỗi năm, mỗi tuổi, mỗi tháng, mỗi năm thì cái lượng collagen trong da nó sẽ không còn nhiều nữa. Thì lúc mà da của mình mà nó thiếu hụt đi những cái collagen ấy, thì da nó trở nên là nhăn nheo, xù xì, xấu xí cũng như là rất là thiếu sức sống. Thì mọi người nên sử dụng cái dòng sản phẩm kem body trắng da toàn thân này để đảm bảo cho da của mình được đẹp hơn và trắng sáng hơn, quyến rũ người khác hơn. Thì nên sử dụng dòng sản phẩm này, nó vừa gọi là mắc cúp cho da, khi mà đánh lên cái lượng kem chỉ cần một lượng kem vừa đủ, một lượng kem ít thôi, thì mọi người cảm giác là cái da của mình nó rất là mát, rất là mịn. Và khi mà thoa mà massage lên ấy, sau khi thoa massage lên nó mới đẻ nha mọi người, nó mềm mại và nó hoàn toàn là trắng bóc luôn. Và đặc biệt là khi mấy chị tắm nước, ví dụ như mấy chị đi bơi hoặc là mấy chị đi chơi rồi đó, đi chơi mà lỡ mà đụng nước ấy thì rất là ngại, rất là sợ. Mà mấy cái chị mà đang đánh kem mà rất là ngại là khi đụng nước thì nó gọi là nó đớm 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 ấy, nó nổi lên và nó làm cho mình rất là mất tự tin. Còn riêng về cái dòng body này thì mọi người có thể là đụng nước thả ga, càng đụng nước thì da nó càng trắng càng sáng, nên mọi người hãy yên tâm mua về sử dụng nha. Đây là dòng sản phẩm vừa mắc cúp cho da nè, vừa làm trắng da một cách thần thánh, cung cấp những collagen cho da an toàn và làm cho da của mình được sáng từ bên trong sáng ra, chứ không phải như những cái dòng sản phẩm khác. Mấy chị mua 5 hũ, 10 hũ mà gì xài cảm thấy nó không có trắng, cứ mỗi lần tắm xong ấy là kem nó đi đâu hết trơn à, nó không còn trắng sáng như vậy nữa, là gọi là cái kiểu đó là kiểu trắng ảo nha mọi người. Còn riêng về cái dòng sản phẩm collagen này á thì em cam kết nè, nó trắng từ A tới Z luôn, khi mà mấy chị tắm xong vẫn còn thấy trắng là mấy chị hiểu được cái dòng sản phẩm này nó chất lượng và ok tới mức nào nha. Đây là một cái dòng sản phẩm kem trắng da quyến rũ toàn thân, một cái mùi nó rất là thơm, gọi là nó thơm kiểu quý phái và rất là sang chảnh đó. Thì mọi người có thể là hoàn toàn tự tin với cái mùi sản phẩm này, và khi mà mình đi ra đường mình không cần phải là xịt nước hoa, nó vừa khử mùi cho mình nè, nó vừa làm cho mình được tự tin và đẹp hơn rất là nhiều. Nên mấy chị hãy nhanh tay liên hệ cho em để sở hữu một cái dòng sản phẩm mà chất lượng mà uy tín như thế này. Đây là dòng sản phẩm chính hãng,
được chiết xuất từ những cái collagen của Hàn Quốc thì rất là tốt cho da, và đặc biệt là dòng sản phẩm này với cái công nghệ sản xuất của Nhật Bản thì nó sẽ làm cho chúng ta được nó gọi là cái chất kem nó sẽ được đảm bảo hơn và an toàn tuyệt đối hơn. Đây là cái dòng sản phẩm chính hãng và giá cũng rất là mềm luôn nha mọi người. Chỉ với cái giá rất là ok như thế này mà sở hữu một cái dòng kem mà hoàn toàn chất lượng và tốt như thế này thì mọi người nên sở hữu. Đừng có nghĩ là cái hũ này nó không thần thánh đâu nha, xài một hũ là ghiền cả đời luôn nha mọi người. Cái mùi nước hoa của nó rất là thơm, đặc biệt làm giúp là hỗ trợ là rạng da, trị thâm da, ngăn ngừa lão hóa cho da mà vừa mắt cúp trắng sáng da. Tại sao là không dùng, đúng không mọi người? Khi mình mua một cái dòng sản phẩm chất lượng như thế này là đảm bảo là hôm sau là mấy chị chỉ cần alo em tới là mua một cái dòng sản phẩm này thôi, bởi vì nó quá chất lượng. Và khi mà mấy chị sử dụng thì nó rất là tiết kiệm. Khi mà mấy chị sử dụng là 5 hộp kem bình thường ấy thì nó sẽ đắt hơn một hộp kem như thế này nha mọi người. 5 hộp nhưng mà không hiệu quả bằng một hộp thì mọi người nên sử dụng cái số lượng là một hộp thôi để giúp cho da của chúng ta được bảo vệ, được tăng cái sản sinh collagen và ngăn ngừa là lão hóa da rất là tốt luôn. Không hề lộ vân kem, không hề bết dính, và đặc biệt là khi mà mấy chị đụng nước ấy, nó hoàn toàn là nó không bị lem trôi, làm chúng ta rất là tự nhiên và rất là tự tin, đúng mọi người. Hãy nhanh tay sở hữu một cái dòng sản phẩm kem BC Cosmetics cũng như là kem trắng da quyến rũ toàn thân này được chiết xuất từ những collagen tươi nhất và đặc biệt là an toàn nhất. Cảm ơn mọi người đã xem video bên em, và chị nào mà muốn sở hữu một làn da trắng sáng căng bốc thì hãy nhanh tay liên hệ cho em để được đặt hàng cũng như là sử dụng cái sản phẩm này, sử dụng thử như thế nào nha. Chú tại vì khách em khen quá khen luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người. Chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công. Và muốn mua kem dưỡng trắng da quyến rũ toàn thân thì hãy nhanh tay liên hệ cho em nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye.